Hôm nay mà Tương Tuấn tiếp tục giới thiệu cho các bác một số mặt hàng, em mà báo giá cho các bác luôn nhé, cả giá xả luôn và giá dọn kho luôn cho hết này. Nhà dọn hết rồi, trong này hết sạch rồi, em dọn nốt, còn là sau kho thì cứ bơi thêm cái gì em dọn cái đấy. À, trước khi vào em giới thiệu cho các bác đôi loa Mỹ cổ này. Đôi này trên kênh đã giới thiệu cho các bác rồi, đã giới thiệu cho các bác rồi. À, trên kênh đây là đôi loa toàn giải bát 30, dòng loa bát của Mỹ cổ, trên kênh giới thiệu cho bác 11 triệu 800 rồi đấy. Nhưng mà do thiếu sót của người đóng đóng thùng là họ ấy không để ý, là hai con tem này các bác nhìn bình thường thì nó như nhau, nhưng mà nhìn kỹ lại thì nó cảm giác nó hơi khác nhau, nó hơi khác nhau, có nghĩa con này nó to hơn một chút, con này nó to hơn một chút thôi nhé, nó to hơn, kích thước cho hơn một chút, và con này cái mặt này nó làm hơi bóng, và con này nó lại theo kiểu sần, bóng sần đấy, nó khác nhau đấy. Con này thì cái đường kính con này, ví dụ con này là nó 5 ly thì con này chắc nó 5,2 ly, nó khoảng đấy, nó chênh nhau một tí thôi, nó cũng không khác gì nhau. Nếu mà để như thế này nó cũng chẳng khác gì nhau lắm đâu, nó không khác lắm, nó có lệch nhau về kích thước một chút đấy. Đấy thì báo cáo các bác thì đôi này là đôi loa Mỹ cổ đã giới thiệu trên kênh cho các bác rồi, nên cây là 11 triệu 8 nhé, 11 triệu 8. Con này kích thước của thùng chiều ngang này, tất cả này đóng theo kiểu bán ốc chó, thùng kiểu thùng tan noi cực kỳ đẹp luôn nhé. Kích thước chiều ngang này 1 2 nó tầm 50, hơn 50 tí, 52, chiều sâu 40, và chiều cao thế nào, 1 2 3 4, chiều cao là 80, chiều cao là 80, 11 triệu 8. Nhưng do cái tem kia nó là khác rồi, bây giờ cậy ra xử lý nó rất là vất, em giảm giá cho các bác nhé, giảm giá cho bác 2 triệu, giảm giá cho bác đôi loa này có để nguyên như thế, nó do cái tem kia, hai tem nó hơi khác nhau. Thật ra là các bác đóng cây căng phải chả ai để ý đâu, nhưng mà như thế báo luôn cho thế cho dễ, để cho các bác giảm cho bác 2 triệu nhé. Đôi loa này 11 triệu 8, giảm 2 triệu còn 10 triệu, còn 9 triệu 8 nhé, bút được rồi, em chữ luôn này. Trên kênh cách đây khoảng độ một tuần đến hơn một tuần em đã giới thiệu rồi, Mỹ cổ này 11 triệu 8 sẽ còn 11 triệu 8, còn 10 triệu 8, còn 9 triệu 8 nhé, 9 triệu 8 là nó 2 triệu. Với cái tem này, bây giờ cái tem này lột ra là nó bong hết cả lớp giấy dán của mặt này ngay, lột ra không lột nữa nhé bác nhé, nên không lột, để nguyên như thế, nó chả lệch nhau mấy đâu. Nói tóm lại là soi kỹ thì mới thấy bác, còn không soi thì chả thấy được, tóm lại bình thường nó chả thấy, như này cứ nhìn này chả ai để ý, nói thế cho nhanh được chưa. Xong đôi loa, còn giá đấy bác nào lấy được liên hệ, còn xác định mặc cả nữa thì thôi đừng gọi cho nhanh, tính nghèm gõ vào thế nhé. Còn tiếp tục bên đây, còn thì món đồng hồ này thì các bác đã đặt hết rồi, có tiền có phiếu cải hết nhanh nhịp rồi, xem còn sót cái gì nữa thì em báo cho các bác này. Nó gì đây, còn sót đây, đôi loa này là đôi loa trợ lời của JBL, đôi loa trợ lời của JBL. À, đôi loa này giá 1,9 triệu, nhưng mà để chả biết một hôm sau một bên nó cảm giác nó sát cốt, nó khó kêu kêu đôi này, còn đôi này bình thường nó toàn hơn 2 triệu hết các bác ạ nhé, đôi này toàn hơn 2 triệu made in USA đấy, có một bên củ loa hơi sát cốt, để cho các bác công về cho các bác chỉnh một căn kệ các bác nhé. Bình thường đôi này nó mà không bị như này ấy, nó phải hơn 2 triệu, 2,8 triệu, 2,9 triệu, để cho các bác 1,3 triệu, mà nó lấy thì liên hệ với em, không lấy thì cứ để đấy, nhanh nhanh 1,3 triệu, từ từ em lấy cái bút các bác ạ, cứ phải cái bút mà dán vào, chứ không mai các bác hỏi là quên biến, rằng là đi tìm đi lần nó mất việc lắm. Tóm lại cứ cái bút này thay chữa báo giá bao nhiêu dán luôn nó vào cho nó nhớ nhé. Đây còn những cái bệt này các bác đặt tiền em khắc chuyển hàng cho bác. Đây báo 1,3 triệu một đôi, đấy là một bên có một cái loa nó có vấn đề quá nhá, nó bị xẹt kẹt kẹt đấy, 1,3 triệu, 1,3 chưa, lấy thì liên hệ với em. Loa đây, loa này là loa Onkyo nhé, các bác dùng con này trợ lời quá tuyệt vời luôn nhé, 30W một loa trở kháng 6 ohm, 30W một loa trở kháng 6 ohm, 800.000 một đôi, 800k một đôi, bắt đầu lấy liên hệ với em Tuấn, 800k một đôi nhé. Em ghi vào đây, em ghi luôn giá này, 800 trên một đôi, 800k một đôi. Đấy có hai đôi đấy, bọn nào lấy thì liên hệ với em. Ai già, đây đây còn cái đầu Pioneer,
cái đầu Pioneer này đã có bản test giới thiệu trên kênh các bác nhé. Đã có bản test giới thiệu trên kênh. Ok chưa? Con này đã có bản test giới thiệu trên kênh rồi. Nó có mức giá là 1.800.000. 1.800.000 ở trên kênh. Đây, 1.800.000 đây. Bác nào lấy nốt nhé. Để cho bác nhé. DJ nhá, chơi cả DJ hết nhá. Pioneer CDJ500 1.800.000, để cho bác 1.300.000 nhé. 1.300.000 này. Một chiếc số 83 này, 1.300.000 nhé. 1.300.000, một chiếc ạ. 1.300.000 một chiếc. Còn đây, đây là đôi loa Nationan. Đôi này thì liền thùng như này về sẵn dùng thôi. Nhá. Em không muốn báo cáo các bác là này. Em mà giữ loa ra em bán rời loa ấy. Rời loa không cũng có tiền. Rời loa không cũng có tiền chứ không phải để cực cục này đâu. Em nói thật em bán bây giờ đôi loa này củ loa không thì em bán triệu lại đôi loa tép này. Lúc nào chả được, em cứ để nguyên thùng này, bác nào thích thì lấy sách về. Em để cho các bác một đôi loa này vẫn chạy bình thường. Có tép, có chung tất cả, rất là hay luôn. Nationan nhá. Con này để cho bác được chưa? Một loa này 1.300.000. 1.300.000. 1.300.000 nhé. Chứ bây giờ bác tháo nguyên đôi bát 20 này các bác cũng được hơn triệu rồi chứ nói gì ở thùng. Thế cho nó xả, cho nó nhanh. 1.300.000. Bác nào gọi thì từ từ. Em này đang quay bài rồi không thể nói được. Đấy. À đây này. Trên này còn góc này, còn cái bộ con đầu này này, cái bộ dàn này nghe nhạc này. Bác nào lấy để cho bộ dàn này này. Cả đầu và đôi loa này nhé. Con này vẫn nghe bình thường. CD ok đấy. Bác nào đấy để cho bác 900.000. 900.000. Dán luôn vào đấy không quên. Ghi, bác đợi em chút nhé. Em ghi số 900 vào đây. Số 900k vào đây. Dán luôn vào đấy. Bán đôi loa không cũng được 900 thì nói gì cả bộ. Vẫn chạy bình thường. 900. Em đã dán số 900 vào đấy rồi. Ok chưa? Thế cho nó nhanh chóng. Đây bộ A97 này em vừa kiếm được một con loa center nóc về cho bác nhé. Bộ A97 này trên kênh là 19.900.000. Hoạt động bình thường, có bản test rồi cho bác rồi. Nhưng mà chưa có con center. Em vừa kiếm được con center này nhé. Vừa kiếm được con center này trên nóc này. Center này vừa kiếm được đấy. À, bác nào lấy em để cho các bác 19 triệu cho con center luôn. 19 triệu cho thêm con center nhé. Cả bộ A97 bộ này đẹp lắm. Em chưa lau đâu, nó bụi này. Đấy. 19 triệu cho các bác con center. Con center này mua không bây giờ nó phải gần 2 triệu rồi. Mua con center. Cả bộ này trên kênh giới thiệu là đang giá đây. Giá trên này 19.900.000 này. Chưa có loa center, nhưng loa center này em vừa kiếm được cho các bác luôn. 19 triệu cả bộ. Con nào lấy liên hệ cho nó nhanh. Khỏi phải nằng ngoằng nó lâu la mất việc. Thế các bác nhá. Mai em giới thiệu tiếp cho các bác. À đây này, còn cái đôi này vừa đây gần con này không giới thiệu. Con này 5.900.000 mà các bác không lấy thì em cũng vãi đạn. Chả biết các bác lấy cái gì. Này, đây này. Mẹ con loa Mỹ này không lấy mà thì chả biết là các bác đi lấy cái gì. Này, này. Con loa Mỹ EV MS802 dòng monitor. Con này các bác không lấy thì bác lấy cái gì? Nghe nhạc các bác không chơi con này chơi gì mà có 5.900.000. Con loa nó khủng như này. 5.900.000 dòng loa EV của Mỹ. Tép đom. Có tinh chỉnh nhé. Không lấy, chả biết lấy cái gì, chịu.